Thời điểm bây giờ bà con miền Trung và bà con miền Nam lấy cây quế rất là có lợi luôn các bác ạ. Tại sao vậy? Bây giờ em sẽ xin giải thích các bác như sau. Về cái giá cước nó sẽ được giảm đến gần như là một nửa luôn. Khi mà chúng ta vận chuyển thời điểm bây giờ gọi là gần Tết rồi. Do vậy rất nhiều cái phần vận chuyển đấy thì nó được giảm xuống rất nhiều. Tí nữa em sẽ giải thích. Hello, hello, xin chào các bác. Ở đây em vừa mới có một cái thông tin rằng là em đã tìm được những cái gọi là cước vận chuyển đối với việc là khi mà các bác lấy cây quế hay là cây hồi ở bên ở khu vực chỗ em là nó sẽ được giảm xuống rất nhiều. Vì là tại sao? Đấy, bây giờ em xin giải thích. Vì là chỗ em là ở gần biên giới, đấy, khu vực cửa khẩu, rất nhiều cửa khẩu luôn. Gọi là cửa khẩu Hữu Nghị Quan này, cửa khẩu Tân Thanh này, cửa khẩu Bình Nghi, cửa khẩu Nà Nưa vân vân. Như vậy là các xe tải rồi các xe container khi mà họ lên trên này, họ mang những cái đồ như là hoa quả rồi lại sầu riêng rồi lại những cái loại hàng hóa khi đi qua cửa khẩu. Và lúc quay về, đấy các bác ạ, gần Tết như này thì rất là nhiều xe luôn. Đó, gần Tết như này rất nhiều xe và khi quay về thì là họ không có gì để quay về. Thì em sẽ liên hệ với họ để mà khi mà chúng ta vận chuyển cây như là cây quế này, cây hồi này thì khi quay về thì giá rất là ưu đãi luôn các bác ạ. Và nó sẽ được gọi như ở giữa năm hay là đợt trước ấy thì cái cước vận chuyển nó còn nhiều hơn gọi là cái giá thành của cái cây quế với cây hồi cơ. Đấy, như vậy là đến gần Tết bây giờ là rất nhiều xe, rất nhiều cái container lên phần trên cửa khẩu thì em sẽ liên hệ với họ và họ sẽ lên đây trở về cho các bác. Như là các bác ở miền Trung này, ở miền Nam này thì cái giá nó sẽ là gọi là sẽ được giảm rất nhiều các bác ạ. Rồi, để qua đây thì em sẽ review lại cái cây quế ở đây cho các bác xem. Cây quế đây, quế này, quế một năm thôi thì sẽ như thế nào. Bây giờ em xin review lại tất cả cái cây quế một năm. Như năm ngoái thì cũng thời điểm bây giờ ấy thì là bà con tiến hành ươm cây giống. Thì bây giờ là nó cao như thế nào? Đây, các bác nhìn tổng thể qua một lượt nhé. Đó. Đấy, bây giờ thì có cây thì nó tầm khoảng 50-60 phân. Tức là khi mà lấy ấy, thì các bác sẽ nhìn đây này. Đây là những đồng đều nhau thì nó là vào tầm khoảng 3-40 phân thôi. Tuy nhiên thì những cây như này 5-60 phân thì sẽ lấy những cái cây này đi. Sau khi mình lựa chọn những cái cây cao lấy đi thì để cho nó cái khoảng cách giữa cái cây quế này nó sẽ rộng ra thì để cho những cây nhỏ thì nó lại vươn lên. Đấy. Ở cái quế này là quế một năm thôi các bác ạ. Từ năm ngoái thì đến bây giờ là được tầm khoảng 12 tháng hay 11 tháng thôi thì người ta gọi là quế một năm. Thì đối với quế một năm thì đặc điểm như sau các bác ạ. Thứ nhất thì là cái bầu của nó, cái rễ của cái cây này thì nó chưa ra được nhiều lắm. Như các bác nhìn đây, rễ của cái cây này bây giờ cái bầu của nó ra được một ít như thế này thôi. Đây các bác nhé. Cái bầu thì nó còn gọi là nó hơi mềm một chút. Nhưng mà cái thân cây của cái cây này ấy, thì nó mập mạp. Đấy các bác nhìn này, thân cây rất là mập mạp luôn. Và lá thì to. Khi chúng ta chọn cây này từ tầm khoảng là 60 phân. Đây, 60, khoảng 50. Khi mà các bác mà lấy loại quế này ấy, thì cây này nó phát triển, khi mà trồng xuống nó phát triển là cực nhanh luôn. Đấy, cực nhanh luôn đấy. Bởi vì là nó là loại, đối với cây một năm thì nó là cây khỏe mà các bác ạ. Đấy, trồng xuống là bắt đầu cái rễ này nó mọc ra hay là nó phát sinh trưởng rất là nhanh. Đó. Thì còn những cái loại này nó sàn sàn thì nó là rất là cũng không cao lắm, tức là đều nhau thì cái bên này thì nó sẽ là tầm vào tầm 30 phân cho đến 40 phân. Còn khi mà lấy thì mình sẽ lựa chọn những cây cao ở trên này đi. Đấy, cây cao cho bà con. Và đối với vườn này ấy còn khoảng 50 vạn cây nữa, 50 vạn cây quế nữa cơ. Đấy các bác nhìn này. Còn rất nhiều nhá. Đó, các bác nào mà còn có chỗ nào mình trồng được cây ấy, thì các bác sẽ liên hệ và em sẽ tư vấn cho. Đây, tư vấn cho các bác là các bác lấy loại như thế nào, lấy loại 1 năm hay là lấy loại 2 năm cũng được. Đấy thì các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video clip lần sau.